Dạ các bạn nha, thì bây giờ mấy anh em của tụi mình đã tập hợp trước nhà của anh Vinh nè các bạn. Đây, để mình đi ra cho các bạn xem nha. Thì ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ đi một chuyến đi Vũng Tàu chơi nha các bạn. Đây, đi du lịch nha. Đó, quán, em ăn gì thế? Ăn mì anh. Đang ngồi chuẩn bị uống thuốc, em có uống thuốc không? Em uống rồi, ăn no để hồi lên xe. Ok em luôn, lần này đi chơi vui không em? Vui chứ. Ok. Ồ. Ồ lô. Em biết mấy cái dầm không? Mấy cái dầm mình ở đâu nè? Anh nhớ cái dầm mình nè, đem theo cây 2 cây nữa nè. Lô, chị Hảo uống thuốc chưa? Uống thuốc rồi. Ok. Hùng uống thuốc chưa? Uống rồi. Đó, đây là đồ vali nha các bạn. Đồ của mấy anh em mình nè. Bây giờ team mình đã lên xe nè mọi người ơi. Hiện tại là team mình đang trên cao tốc nè, để đi vô Sài Gòn. Rồi từ Sài Gòn mình mới đi ra Bà Rịa Vũng Tàu nha các bạn. Đó, cái cảnh rất là đẹp luôn các bạn ơi. Bây giờ thì ai cũng ngủ hết trơn các bạn ơi. Rồi, để mình quay cho các bạn xem nè. Quang ngồi kế bên mình nha các bạn. Đó, ai là ai nè các bạn. Anh Phong, Nguyễn Dương. Đó, tất cả mọi người đều ngủ hết trơn các bạn ơi. Ngủ để lấy sức nha. Ở trên thì Vũ Thanh và anh Vinh sẽ ngồi ở trên nha các bạn. Đó. Bây giờ mình cũng ngủ một xíu luôn các bạn ơi. Chừng nào ra ngoài thì mình sẽ quay cho bạn xem nha. Các bạn ơi, bây giờ mấy anh em mình đã tới resort rồi nha. Bây giờ đang ở Lễ Tân để nhận phòng nha các bạn. Thì đợt này là mình chung phòng với Đại nè, Quang, với anh Thanh nha các bạn. Mấy anh lớn thì lên nhận trước nha. Nay đi xe đi 5 tiếng đồng hồ rất là mệt luôn nha. Trời ơi, trời ơi, đi rất là mệt, với lại cay đứt luôn á. Quá trời mệt rồi, nhả giờ đi 5 tiếng rồi ê đứt luôn á. Lại còn ngủ nữa. Không biết nói gì hơn, xương khớp giòn tan khó cưỡng. A few moments later. Chào các bạn nha. Thì bây giờ mấy anh em mình đang có mặt tại Lan Rừng Resort chỗ Bà Rịa Vũng Tàu nha các bạn. Đây, phòng của con gái thì đằng kia các bạn, còn phòng của mình thì đằng đây nha. Bây giờ mình sẽ vào phòng của mình để review cho các bạn xem nha. Ôi chết, đem đồ vô nữa nè. Mình xách đồ đem vô thôi, vô review cho các bạn xem trước cái đi. Đây, đây là phòng của mình nha các bạn. Khá là rộng. Ơi. Ơi, bên kia nghe. Cái view của anh em là hướng ra biển luôn anh nghe. Wow. Đã chứ nha. Rồi thì tại cái này là giống như một căn nhà luôn các bạn ơi. Đây là có một cái phòng riêng luôn nè. Bây giờ mình sẽ bước vô luôn nha. Nè, anh qua đây em. Thôi, tấm hình này sống động quá ta. Hello anh. Dạ bạn. Chủ nhà khỏi cả khu trang em ơi. Dạ. Ơi có tivi nữa nè các bạn ơi. Đây, đây là phòng của A Đại, Quang và Thanh. Không, chứ mình sẽ ngủ đây nha các bạn. Ủa? Hai người nha. Có hai người hả? Đúng rồi. Ok. Mẹ. Hello bạn đi Thanh ơi. Hello. Rồi bây giờ anh sẽ hỏi em á là đi cái quãng đường dài vậy em có mệt mỏi gì không Thanh? Có chứ, em ngồi đằng trước duỗi hẳn chân không có được. Mà trước khi đi em có uống thuốc chống ói không? Có chứ. Rồi đó. Này mình không uống chống ói nè các bạn. Ơi, không ngủ luôn. Thanh niên này ghen chứ hả? Đâu. Không ngủ luôn. Ở cái view hơi bị đẹp. Này á thì nói chung khá là rộng luôn các bạn ơi. Tối thì Vũ Thanh và thằng Đại sẽ ngủ chỗ này nha các bạn. Đó, ok á. Ok anh ơi. Ok, mình sẽ ra review tiếp cho các bạn xem nha. Đây, ở bên đây còn nữa nè các bạn. Đó. Ở đây là có một cái phòng riêng nữa nè. Phòng này của ai đây? Đó, phòng này là sẽ để cho cha mình ngủ nha các bạn, tại vì cha mình làm tài xế xe mà. Đó, cha mình ngủ đây đây. Đó. Có nhà vệ sinh riêng luôn các bạn ơi. Đó, đây. Đó, đi thôi á, mình muốn lạc vô cái mê cung luôn các bạn. Ơi, nhảy vô thử em. Trời ơi. Ôi trời ơi, Vũ Thanh ơi.
mình lấy đậu bên đây nè, mình xả nước bên đây. Đây đó, khá là động nha các bạn. Còn đây đi vệ sinh trong đây nha các bạn. Đó, ok, đi ra đây á. Chuẩn bị đi ăn luôn á, nhớ rồi. Ok, anh Vinh nhắn trong nhóm hay gì em? Rửa mặt à. Đi rồi đi ăn nè. Ok, ủa? Bên đây là cái phòng để rửa mặt nè các bạn ơi. Đó, vệ sinh luôn đó. Ủa, nước rồi. Nước em phải dặn chứ. Đó nha, trời ơi, Vũ Anh nè. Ok, cậu. Đây. Đây là phòng khách nè các bạn. À, đây có một cái giường nữa nè anh Ngáo. Y chang một cái nhà luôn các bạn ơi. Đây, để mình mở ra rồi. Anh Ngáo, anh Ngáo ơi. Ở đây có nguyên một cái giường lẻ luôn nè, giường đơn nè. Giường này là tối em ngủ đây luôn hả Quang? Dạ. Ok em. Quang ngủ canh phòng. Quang là chủ nhà. Đây, đây là cái kiểu, đây là kiểu như là mình mua đồ ăn về là mình có thể ngồi đây mình ăn cùng với gia đình luôn các bạn ơi. Cái phòng này ngủ 5-6 người luôn á Ngáo. Ôi, có nước luôn các bạn ơi. Đó. Ở bên đây là cái gì? Ơ dở khám phá cái anh em. Ơi nặng quá à, Thanh ơi. Cái miếng vải nó nặng quá à. Chừng cũng hướng ra biển chứ gì. Đâu đâu. Ủa? Mở được không em? À không được luôn em ơi, không được rồi. Từ từ em ơi, đây. Không nè. Có ban công luôn hả? Đây có tivi nè các bạn ơi, Quang đang xin tivi với em. Dạ không, anh ơi đang ngủ. Đó, cái sofa này có thể ngủ được một người luôn nè, đúng không Quang? Dạ, em mệt. Đó, cái không gian này khá là rộng rãi và mát mẻ. Để cho mấy anh em mình ở đây luôn nha. Ôi. Mấy anh em mình kêu nãy giờ nè các bạn. Ở đâu hả? À? Ở đâu? Ơi! Vũ Thanh! Vừa hướng ra biển, vừa hướng qua tòa nhà bên đây luôn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Có này hình như là cũng là chung luôn hay gì ta? Cái này là nguyên cái resort của người ta luôn em ơi. Bên bển anh thấy có giường nữa kìa. Đó thấy hình như là Ngọc ở bển hay gì phải không em? Đâu phải. Thấy Ngọc không? Phải đó không Ngọc? Ngọc ơi! Không phải. Ủa? Nhầm người là chết á. Đó. Ở bên đây là cái resort này các bạn. Còn bên đây là biển nè. Mà không biết ban đêm các bạn có thấy không nữa. Không, ban đêm chẳng thấy được. Đúng rồi. Cái cảnh ở đây khá là đẹp và rộng rãi, thoải mái luôn nha các bạn. Bây giờ ở đây mới có tầng 4 rồi đó, còn tầng cao nữa, biết sao nữa. Đúng rồi. Ở đây chỗ đây uống cà phê hay gì hả? Đúng rồi đó anh. Chiêu. Ok luôn. Tắm lên nhau á. Tao. Ê, Quang. Nãy giờ ai cũng biết hết trơn á. Còn em là người cuối cùng đấy Quang. Em mới biết rồi. Đâu chui thử á Quang. Nhảy vô sạch bón à. Đồ ăn rồi. Bên đây có đồ tắm luôn nè. Đó. Bên đây là cái chỗ mà thay đồ đó Quang. Đó. Thôi. Bây giờ mấy anh em mình sẽ nghỉ ngơi một xíu rồi đi ăn cùng với anh Vinh nha các bạn. Đừng còn mơ quay sớm nữa nha các bạn. Chào bạn. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên mấy anh em mình ở tại resort Len Rừng Vũng Tàu này các bạn. Đó. Mấy anh em mình mới ngủ dậy nha các bạn. Đây. Bây giờ thì chuẩn bị tập hợp xuống dưới lễ tân nha các bạn, 7 giờ. Đó, để mình cho bạn xem nè. Khung cảnh khá là đẹp luôn nha các bạn. Ôi. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Nói chung thì khu này rất là rộng luôn. Ở dưới đây á là cái hồi tối mình không thể review cho bạn được á, là chỗ này là cái chỗ mà kiểu như cho người ta ăn sáng các bạn. Cái khu này là khu ăn sáng nè. Đó, còn bên kia là riêng đó nha các bạn. Còn bên đây hình như là nhà ở nè các bạn. Ở bên bển cũng giống như bên đây nè các bạn, là nhà ở nha. Đó, ngoài biển rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, sáng sớm mà mình mới mở ra mình thấy người ta đi tắm biển rồi đó các bạn. Đó, người ta đi tắm biển sớm luôn các bạn. Ôi ôi, cảnh quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây bên đây nữa nè. Đó, có mấy cục đá bên kia nữa các bạn ơi. Thôi thì bây giờ mấy anh em mình sẽ tập hợp đi xuống dưới để tập hợp chung với anh Vinh nha các bạn. Rồi chiều tụi mình mới được tắm biển nha. Chào bạn em. Chào bạn. Giờ vô hang máy thì các bạn đi xuống lễ tân các bạn. Rồi các bạn ơi, bây giờ mấy anh em mình sẽ di chuyển ra chỗ ăn buffet nha. Đó. Thì mình sẽ ngồi ăn buffet ở cạnh bãi cát gần bờ biển nha các bạn. Đó, ở đây thì sáng người ta sẽ cho mình ăn buffet từ 7 giờ cho đến 9 rưỡi sáng nha các bạn. Đó, còn đây là team mình nè. Bây giờ thì chỉ còn thiếu
anh Vinh, anh Quang, anh Cụ Tý với anh Phong thôi các bạn ơi. Rồi giờ mình chưa ăn được chưa? Ăn buffet thôi. Chúc mừng quen là xúc xích đứt. Đây, ăn cũng vậy. Đây, mình ăn thịt heo xông khói nha các bạn. Đây. Mình ăn xúc xích đứt nha bạn, hình như vậy. Rồi. Bà xúc xích đứt quá mình ngáo. Đúng rồi, đúng rồi. Đây, tiếp giờ tới xúc xích này. Đó, để vô. Ôi, vậy là đủ rồi các bạn ơi. Đi thôi. Bây giờ mấy em mình hưởng thức nha các bạn. Đây. Cơm thì vẫn còn nóng luôn các bạn ơi, ăn đã luôn á. Vũng Tàu nè, bánh khọ đặc sản đúng rồi, đặc sản. Bây giờ mấy anh em mình đang trong phòng riêng của các bạn, chừng chút xíu nữa quay cảnh phòng riêng nha. Đó, mình đang đạp xe đạp nha các bạn. Đó, mình đang đạp xe đạp nha các bạn ơi. Dạ Ngọc sẽ đâm tạ nha các bạn. Năm được mấy cái Ngọc? Một cái. Hai. Hai. Mười ký này. Mười ký hả? Mười ký. Mười lần chết luôn. Rồi. À đâu, hãy dùng đúng nhất của mười ký. Thì ở trong đây á là cái phòng gym nè các bạn, còn bên đây là cái hồ bơi nè. Đó. Chưa chơi tụi mình sẽ xuống đây tắm nha các bạn. Rất là rộng luôn, cái khu này là dài dài tới bao kia luôn các bạn ơi. Đó. Bên đây nữa nè. Đưa lên xíu. Quá xuất sắc. Coi xuống hết hồn luôn, nó quá trời tắm luôn, chừng 3-4 chụp tấm hình vậy. Nhắn gì. Hello. Bây giờ team mình đã xuống bãi biển nha các bạn. Và mình đang thực hiện cảnh quay đầu tiên nha. Đó. Thì quay xong rồi team mình sẽ hưởng thụ tắm biển nha các bạn. Cũng lâu lắm rồi thì mình và team mới tắm biển đây các bạn. Đây, còn đây là anh Cụ Tý. Anh Cụ Tý thì sẽ quải camera cho mình, tụi mình nè các bạn. Còn anh Quang thì đang quay mình kìa. Mình đang cầm con rùa kìa các bạn. Đó. Thì ở trong đó là cái khu mà tụi mình ở đó các bạn. Đó, chỗ đó đó. Cảnh rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó bạn ơi, bây giờ mấy anh em mình đang tắm biển nè các bạn. Quay cảnh chiều biển tắm nè. Đó. Đấy, thấy luôn các bạn ơi. Để lên máy bay đi.
quá bạn ơi. Đâu. Mình vừa mới quay xong một cảnh quay của mình nha các bạn. Thì ai cũng có một cảnh quay riêng cho á. Thì mình lâu lắm rồi mình mới đi biển rồi các bạn. Cảm giác rất là đã luôn. Thôi bây giờ mình sẽ đi Đà Nẵng nha. Let's go. Mình với quay nè, cứ thông thả thôi ha em. Nãy vậy mắc gì ở đâu đưa anh coi. Chú tầm mấy cái vỏ về làm đồ kỷ niệm. Đâu, wow, dữ trời. Nãy giờ là mình đi bắt mấy đó hả? Đúng rồi, đi lượm. Ok, đó. Cái cảnh ở đây khá là đẹp luôn các bạn ơi. Bây giờ mấy anh em mình sẽ nói chung là hưởng thụ những cảm giác như vậy các bạn. Đó. Lần thứ nhất là vào 2 năm trước nha các bạn. Đó, còn đoạn này là được tắm biển lại các bạn ơi, cảm giác là đã luôn nha.